cười lên nào. Nữ diễn viên xinh đẹp, cười lên. Nam diễn viên xinh đẹp nào, cười lên. Hi, hi. Có những cái đồ nó gọi là nó mốc meo lên rồi vậy. Chắc cắt đến đây này. Thế thì tóc quế đuôi của mày là còn của tao hiện tại à? Đúng rồi, tao thì dễ rồi, để cắt đến đây. Để cắt đến đây. Mấy tháng rồi vậy? Không nhớ. Trước Tết. Trước Tết hay sau Tết nhỉ? Sau Tết thì sao ấy? Sau Tết là tao rồi. Tao cắt ngang vai đây luôn. Đấy là đấy các bạn đấy. Cái đầu này đúng không? Bây giờ vẫn còn tóc tao bây giờ vẫn mọc từ phần này nhá. Để các em đấy. Không kịp dài để kiểu. À không, không kịp dài để nhận bằng. Tóc này đây là nói gì nữa? Tóc mày làm gì đã dài? Tóc mày vẫn còn chưa được ngang lưng. Tao vẫn cắt đi. Thử cái mái vãi. Người ta biết là mặt ta tròn thế. Vương quá quá. Nhưng mà hôm nay giờ, bây giờ tháng 7 cơ hồ người ta không cắt tóc đâu. Đây, hồi trước cắt cái mái đây, cái mái đến mặt đây này nó dài rồi. Đợt nào, đợt này đây, đợt này cắt cái mái đây này.
trên này mày còn có mày thì bạn mày thì chắc có mỗi lần anh thôi à, hàng tuần với cả cái gì cái Xuân ở bên kia. Ừ, có vậy thôi mà. Không có ai luôn. Xuân học xong rồi à? Xuân thì đi Bắc Ninh, à Xuân chuẩn bị về Hải Phòng, Xuân không ở đây. Tháng 9 thì Xuân về Hải Phòng rồi. Các bạn về Hải Phòng nào đấy á? Ừ, nó làm ở đấy. Ô, nó không xin nào. Ở gần gần nó bảo nó không ở Hà Nội nhiều. Nó làm may đúng không? Học may đúng không? Ừ, thiết kế. Hay Nam Định cũng có mà không về quê. Mẹ nó bảo nó không về. Yeah.